chuyên trong giai đoạn trước khi tham gia với giải vô địch quốc gia. Tiếp theo đó là sự xuất hiện của ngoại binh Yadier Mota. Cú dứt điểm tiếp theo đường truyền không chính xác của Quốc Duy. Đường truyền của Quốc Duy đường bóng ra vị trí. Cú đá và Thiên Linh Thân Văn Phan qua người chính xác. Pha để mất bóng nguy hiểm, cơ hội phản công cho Thái Sơn Bắc. 3-3 dứt điểm không vào. Đó là cú dứt và đá biên dành cho cầu thủ Thái Sơn Bắc. Bùi Ngọc Long đã thoát gôn không vào. Vào khung giờ sớm lúc 15 giờ tại nhà thi đấu Cầu Giấy, câu lạc bộ Thái Sơn Nam đã giành được chiến thắng với tỷ số là 6-2. Dứt điểm thì đội chủ nhà vẫn đang là câu lạc bộ có được những tình huống tổ chức tốt hơn. Đường chuyền rất hay, đưa bóng vào phía trong nhưng Quốc Duy đã có một cú đá. Đó là pha dứt điểm đến từ vị trí của Đa Hai. Điều này là không quá hiệu quả với họ từ đầu trận đấu. Dứt điểm thêm một lần nữa thì Quốc Duy để góc tròn lên để cố gắng tìm kiếm cách biệt thứ hai cho Ngọc Long. Hoạt động tấn công nhanh, bây giờ là cơ hội cho Thái Sơn Bắc. Dứt điểm không vào. Thêm một pha phòng ngự chính xác của Hoàng Sơn. Kỹ thuật của Ngọc Ánh ở tình huống này được đánh giá. Đá Hải đang là người tung ra được nhiều cú đá nguy hiểm nhất bên phía câu lạc bộ Thái Sơn Bắc. Cú dứt điểm đầu tiên của Ngọc Ánh. Dứt điểm. Bàn thắng thứ hai cho câu lạc bộ Thái Sơn Bắc trong ngày đá chính đầu tiên. Cú đá của Từ Minh Quang khiến cho Ngọc Duy không thể ôm gọn được trái bóng. Bóng bật ra đúng tầm chân của Quang Nguyên. Và số 5 với một thể hình tương đối nhỏ con nhưng lại là một trong những cái cú ra chân của Piso mang số 8 đến với câu lạc bộ Thái Sơn Bắc. Cú dứt điểm không vào. An Lâm Tới đang ở một... chúng ta cùng theo dõi lại một cú trích giày lên rất hay của Quang Vinh. Và cứ bóng chính xác, đây là cơ hội đối mặt. Bùi Ngọc Long đã băng ra chính xác. Được thi đấu ở giải vô địch quốc gia thay thế cho Phạm Văn Tú thì chắc chắn là Bùi Ngọc Long. Khi mà để mất bóng thì Hoàng Sơn đã ngay lập tức phạm lỗi. Được coi là một khoảng thời điểm thành công cho hiệp 1. Ít nhất với lực lượng mà Thái Sơn Bắc đang có được vào thời điểm này thì họ cũng sẵn sàng ghi được tới khoảng chừng 3 tới 4 bàn. Nếu như thi đấu đúng lực và tận dụng được các cơ hội mà mình có. Chúng ta đang được theo dõi lại và lập công. Cú đá của An Lâm Tới. Cú dứt điểm. Ông không muốn đội bóng của mình phải phụ thuộc vào những đường truyền dài. Đạp luôn. 4-4. Đỗ Văn Thành lốp bóng. Đúng tốt của Triệu Minh Phong. Triệu Minh Phong. Cảm giác rằng những tình huống xử lý của cầu thủ Lạc Sơn Hạ Long thiếu đi sự tự tin. Từ Minh Quang, Vũ Ngọc Ánh dứt điểm không vào. Đó là pha dứt điểm đầu tiên trong hiệp 2 thuộc về vị trí của Từ Minh Quang. 3-0. Phản công cho Luxury Hạ Long. Duy Phúc ở tình huống kiểm soát trước câu lạc bộ Luxury Hạ Long. Dứt điểm đập đất của đội trưởng Lê Quang Vinh. Tình huống lộ tiếp tục là Ngọc Ánh. Cú đá sở trường từ góc bên phía tay phải đồng hành cùng với
các giải đấu của hệ thống của Busan Việt Nam. Và thủ lệ rất hay, đó là Đa Hải. Pha lên bóng tốt của Thân Văn Phan. Minh Phong vẫn còn cơ hội cho Thái Sơn Bắc. Thêm một pha cứu thua tốt. Bóng ra tuyến 2. Đá của Triệu Minh Phong. Một điểm rất lớn. Bóng đổi hướng. Cú dứt điểm không vào. Phản công cho Luxury Hạ Long. Vào. Sau rất nhiều những cơ hội tạo ra thì bây giờ Thái Sơn Bắc môn futsal đội hình dâng cao sẽ là một điều cực kỳ nguy hiểm nếu như họ thi đấu khi lên đường sang Malaysia để tham dự giải giao hữu quốc tế tại Ba Hằng. Đánh đầu. Chân trái. Cú đá với lực đi tốt nhưng vẫn chưa. Đó là một điều bất ngờ. Có rất nhiều những cú đá mà các lần này thì Ngọc Ánh là người ra chân. Hoan hô Quốc Duy. Có cú ra chân. Không vào. Vai trò của Lý Trung Quang Nguyên. Hay những cầu thủ như dứt điểm. Group dành cho Đa Hải. Ngay sau khi có tình huống hút. Sơ đồ power play trong những phút này. Khung thành trống. Và đó là pha bọc lót chính xác. Khoảng trống khá lớn cho Bùi Ngọc Long. Dứt điểm từ xa. Bóng trúng người của đội cũng đã chính thức kết thúc rồi. Đối diện thì câu lạc bộ Luxury Hạ Long có được một bàn gỡ ở trong thời gian của hiệp 2 với pha lập công của đội trưởng mang áo số 10 Hàn Doãn Dũng.